thử thách ăn một tô bánh canh không trong vòng bao nhiêu giây. Đừng bỏ gì hết nha, đừng bỏ hành bỏ gì hết. Một chai nước dùng thôi. Mình thử một tô bánh canh không nha. Mời cả nhà. Bao nhiêu? Ai biết. Tôi không biết được. Đoán. Đoán. Chắc là phải 15 16 giây vậy. Bây giờ anh em mình đã có mặt tại quán mì Quảng Nhà Xin giữa lòng thành phố Đà Lạt mộng mơ, mà anh em mình lại được thưởng thức một cái món xứ Quảng. Thôi anh em mình đi vào trong đây. Một cái không gian quán này các bạn. Có con gà kìa. Có con gà luôn. Ở đây mì quán đây anh sẽ giúp mình. Tại vì cái nấu một cách là vừa kết hợp kiểu Quảng Nam Đà Nẵng mà vừa phá cách nữa. Ồ thế à. Mình xuống bếp nhé. Khi nói đến trò chơi nghe rất phải hồi hộp á. Mì này cộng với lại cả một tô trứng topping cộng với lại cả ếch nữa. Buổi tối mà đến Đà Lạt á, là cái thời tiết xe lạnh đó, một là ăn đồ nướng, hai là ăn những cái món mà nóng như thế này á, thì nó rất là ngon luôn. Vui em là mì quảng ếch, mì quảng ếch, anh là mì quảng cá lóc, cá lóc. Trứng tôm lợn. Đấy. Một tô thêm này là có giá cũng 40.000 mà 3 miếng ếch. Tại vì ếch này ếch luôn, ếch đồng sao? Ếch đồng. Nhưng mà mì quảng của tụi em á là phải bẻ thêm bánh tráng như vậy nè. Trộn vào. Đấy, mới ngon. Ăn kiểu theo kiểu Đà Nẵng là như thế này. Ba bốn tiếng nữa anh em mình đi chợ đến Đà Lạt nha. Ok. Nói chung là nó vừa miệng anh, thật sự là nó vừa miệng anh. Anh ăn trứng ngon rồi. Ăn đi. Anh ăn ếch đi rồi. Anh ăn một tô đúng không? Đây bên đây. Ngon rồi. Chào em. Đây cả nhà. Đây em đông kia mình nghe mình tới chơi thì em đông mà tới mời. Ngồi đây em. Đó. Đây. Đấy, ngồi tối chưa? Dạ. Tự nhiên là bọn anh ăn thì em lại ngồi không. Rồi, bây giờ thì có hai cho con em chọn tự chọn. Các em chọn được đi. Chọn gà đi. Chọn gà đây, ngó gà. Ông chủ sáng lập ra món mì Quảng Nhà Xin nha cả nhà. Cái món mì Quảng này thì em lập nghiệp được ở trên này bao lâu rồi? Dạ, bán này là được hơn 4 năm rồi anh ạ. Hơn 4 năm? Dạ, này 4 năm rưỡi rồi anh. 4 năm rưỡi. Nhưng mà cái cơ duyên nào mà em lại đưa cái món ăn này dạ, lên với lại đất Đà Lạt? Dạ, nó cái cơ duyên là em đi xuất phát thì cũng như Quảng, mì Quảng. Món này cảnh quê em nó có cái đặc trưng. Đúng rồi. Dạ. Thì cái lúc mà em lên Đà Lạt thì thời điểm đấy thì cái món này cũng phổ biến. Nó chỉ có cái mì Quảng người Đà Lạt. Thì nó có cái kiểu mì Quảng người Đà Lạt thì có một số nét đặc trưng riêng. Thì em cái món mà nó theo thương về của quê hương mình đó. Thì vào trong này. Rất là duyên nữa là chị em á, chị cùng em á, bán mì Quảng ở Đà Nẵng. Bán mấy năm rồi. Nên thì đó là chị vậy, rồi vô đang học, rồi vô đang mở thôi. Vậy là em phải luôn luôn làm. Cảm ơn chị gái em đã cho em một cái tương lai như vậy, một cái màu, cái nghề của gia đình, một cái truyền thống của gia đình nói riêng và món mì Quảng đặc trưng của người Đà Nẵng mình, nha, của người Đà Nẵng mà. Nhưng mà anh hỏi một chút là Đông lấy vợ ở trên này, Đông lấy vợ ở gì? Quê. Huế. Đấy. Thì giờ hai miền được ăn những món đặc sản. Đúng rồi. Đúng là hai vợ chồng người miền Trung mà lại lập nghiệp ở trên khu vực Tây Nguyên. Đúng rồi. Cái đó cũng hợp duyên á. Và cũng có lời hứa với lại Đông là nếu mà chị nghe ra Đà Lạt chắc chắn là chị Nga sẽ đưa gia đình ra ăn ở quán em. Thì anh cũng như gia đình em rồi. Quá tuyệt vời rồi. Ăn cái này không chắn có thể mất. Mất ngon. Đúng rồi. Cay được không? Dạ, anh ăn cay. Vừa hả? Mình ăn này không có thể nào. Không ăn được.
như bài nói à? À, ớt sừng em. Xanh xanh cỡ này đúng không em? Ôi cay lắm. Nó màu xanh xanh đó. Anh làm hết cái bát này. Đúng rồi. Chờ với lấy bát không giờ ăn được hết một tô mì đâu. Được. Đây có chả lá nữa nè. À. Chả lá đúng không? Chả lá. Thôi anh cũng phải thưởng thức cho nó hết. À, em ăn cái tô cho tôm. Cái này giống như là ngoài anh hay đám cưới đám trao là hay dùng cái này. Cái này gọi là chả. Giò này tiêu phê quá. Cắn vô cái nồng nàn luôn. Hay quá. Tôi cho anh xin ít nữa. Anh cũng là tiêu quá. Được chè tươi. Chè ở đây ba ngày. Chè tươi. Vui quá. Nhớ thấy em vui quá. Không kêu anh nhớ thấy em vui quá. Anh cũng vui quá. Anh đang ăn không đúng không? Toát mồ hôi. Mà toát mồ hôi giữa đất Đà Lạt thì các bạn biết như nào rồi. Ấm liền. Ấm lòng. Ấm luôn. Bây giờ thật ra là mình chỉ ăn cái tô nhỏ thôi nha. Chứ nãy giờ mình chưa ăn gì. Mình ăn gì rồi? Chưa ăn gì à? Ừ nhỉ. Từ nãy giờ anh chưa thấy em ăn gì. Dạ, anh đều ăn đấy. Kỳ. Ê, khổ đấy. Anh thì no quá rồi. No, no. No thật sự rồi bạn. Ăn cho đỡ nhớ chứ còn thôi. Ngày mai ngày mốt đi rồi nhớ nữa. Nhớ cái món mì Quảng ở đây nè. Thơm quá. Nhất lượng mốt tôm. Thơm thật sự đấy. Thơm. Cái sừng tôm này. Giới thiệu cho cả nhà, hồi sáng nay là anh em mình đi đi đâu nhỉ? Đi ăn đậu hũ. Đi ăn đậu hũ, đứng mua đậu hũ, gặp bé, tiệm của bé đang kế bên luôn. Xong rồi anh An làm bằng một cái thế lực nào đấy. Anh An rủ bé tối nay đi chợ đêm, bé đồng ý luôn. Quỷ sứ mình cùng giới mà. Em có thể giới thiệu cho chị em tên gì không em? Dạ, em tên Cát Tường. Cát Tường, Cát Tường năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 16. 16 bây giờ. Bây giờ là chị em mình sẽ ăn tạc Đà Lạt nha. Ở đây là mọi người hay vào lắm nha anh. Lotte à? Cái này với lại cái gì đây nè? Cái này gọi là cái gì em? Lang Farm. Lang Farm. Ở đây. Ăn ở đây còn đông. Được, đó chị Toàn ở đây. Nhiều đồ ăn đi kia mà. Rồi phía bên trong này rất là nhiều đồ ăn rồi. Nhớ không? Nhớ không? Bữa một câu nhớ làm người yêu em, anh hẹn em 8 tháng rồi đó, 8 kiếp rồi đó. À, bữa nay hẹn em 8 kiếp rồi kêu làm người yêu em không chịu. Tí em đi ăn vặt. Chào anh, người yêu em nè. Tại người yêu em bữa luôn. Không ai chịu yêu tôi luôn. Chiếc khăn gió ấm mà, đâu áo quần đâu nhờ. Điều đang dưới mình, à? Mình không phải là người ở đây cho nên mình chỉ biết đi thôi. À, mùa đông không có lạnh đâu. Ý, gấu này. Ê, cái gì? Chỗ nào bán mấy con cái gói ôm nhỉ? Mình đi xuống dưới đi, dưới khả năng có. Dạ. Có bé Cát Tường ở đây nghe thôi. Anh nắm rồi, người ta 16 nha, 16 vậy. Phải đọc cho thằng chú nha. Bé... Anh nói là bé... 20 con 20 thôi. 20 à. Thôi, mới có 20 thôi. Dạ. Ồ, quảng trường làm đẹp quá nhờ. Ồ, phía trên đấy đẹp đấy. Rồi nè, áo quần gì nè mọi người. Rất nhiều luôn. Tuyền chọn nó, Tuyền chọn nó tuyền. Công nhận nhớ là đẹp trắng nha. Trắng thật sự. Trời ơi, tôi nhìn lại tôi đang thui buồn kìa. Thấy thui luôn. Tuyền ơi. Thực ra ở đây có rất nhiều đồ lưu niệm ấy. Tuyền xem mà em chọn được cái gì ưng ý không? Đúng rồi. Cát Tường xem chọn được cái gì ông ý em sẽ tặng em. Ô, ở đâu? No. Mình muốn mua gấu. Thì cái thật sự là Nga ế luôn, ế đến nỗi bây giờ Nga chỉ muốn là Nga ôm cái gối để Nga tưởng tượng là Nga có người yêu chứ. Nga đỡ cô đơn mùa đông này. Nhưng mà cái này bự lắm, cái này với chị Nga nó bự lắm. Ôi, áo này bự ấy. Chị ơi, chị có size nhỏ không? Có size nhỏ không à, người đẹp ơi. Người đẹp bán hàng hay là người đẹp nghỉ đây? Size này nói chung là vừa cho Tuyền, còn em là áo 150k. Chị ơi, chị có ăn bí quyết khi mà ăn ngoài không ạ? Áo này 150k. Em có một bí quyết. À. Chị có một bí quyết duy nhất thôi, đó là đừng nghĩ mình mặc mình sẽ không màu. Ở đây có nhà. Quả này quả gì vậy? Quả dưa. Cái này ở trên Sapa anh cũng trồng cái này. Dưa này dưa gì anh? Giống
Trời ơi. Đừng có nói bạn nào nói là đừng có mà hàng hóa bằng trái ớt nha. Đó là trái ớt. Hàng hóa mà bằng trái ớt. Đem trái ớt này ra là xỉu ấy. Nhắc đến Đà Lạt thì không thể bỏ qua dâu tây rồi các bạn. Nhiều vô kể luôn. Mấy chị như là có lót ở dưới giấy cho nó không bị dập đó. Đúng rồi, món này khá là nổi tiếng. Cái này là hầm treo gió hàng loại 1 của nhà em. Tức là quả hầm treo lên trên trước gió cho từ từ nó khô. Chị bên đây bác ăn. Đây là tự nhiên, nó không có bỏ đường đó. Dạ. Ê, bé Tuyền, âm. Còn mình thích mấy mứt khác thì có cái mắm mứt bên em gắn thử thoải mái. Rồi, em cầm miếng. Giơ tay ra. Trời ơi, ngại ngần gì. Mời mấy chị ăn thử, cái này là dâu tây sẽ giòn. Ô, cái này giòn nè. Đồng nguyên trái luôn mà. Nhẹ luôn nè, hay quá ha. Ơ, nó nhẹ hèo luôn. Công nghệ sấy lạnh á. Ô, lạ nha. Dạ. Em mời anh. Cảm ơn em. Hay quá nhỉ. À đủ. Rất là nhiều món. Có con nào để ôm ngủ không chị? Con nào mà ôm vô cho mình cảm giác mình không bị cô đơn á. Con này là con lạc đà, cưỡi. Có nhỏ 10 ngàn, có nhỏ 10 ngàn. Con này 10 ngàn hả con? Nhỏ em, đó 50. 50 à? Nhưng mà có con nào nó bự hơn con này xíu không con? Không. Em chả có gấu để mà ôm đâu. Đây, 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 đây. Em chỉ thích cái con mà nó màu vàng như vậy này, nó giống con vịt đấy. Ờ. Ừ. Em chưa? Thôi em cảm ơn. Đây, Tuyền. Cho em thêm một cái cây, hai cái dao nữa đi. Cho chị Vi đây bắt một viên. Đây, Thành. Em cái kiếm nữa. Mời cả nhà nha. Đây là nhiêu tiền rồi đâu? Đây 30 à? Dâu giòn đấy. Ngon. Ngọt. Ăn tí quả chua à? Mày quá, tôi ăn tí quả ngọt. Em nổi mấy quả là đỏ em ăn. Mày quá, tí quả ngọt các bạn ạ. Ở bên trên đây có bán gì nè? Bánh rán sữa đậu nành. Bò kho. Bò kho, xíu mại. Xíu mại chiên, sữa bắp, sữa đậu nành. Sữa đậu nành. Ôi, đây, 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 đây. Con này đến thăm cô này. Cô ở đây là luộc trứng vịt lộn, là mỗi lần lên Đà Lạt em đều ghé em ăn hết. Ăn hả? Ừ, ăn ở đây. Cô có lấy cho con một chục quả đây. Phải biết mấy đứa nha, cô cho 10, 20 quả. Ý là cô lấy muỗng. Ok. 5 người đi, 5 người đi. Dạ. 10 quả nha cô. 10 quả nọ, 10 quả kia. Ừ, chị ơi. Bây giờ có bán không? Đây. Ngon đấy. Ui. Em ăn trứng đi. Trời lạnh lạnh á. Ăn tô bánh canh nóng đỉnh đó chú. Quá đỉnh luôn á. Ngày xưa em ăn chị là hình như có 10.000 thôi. Mà chắc phải 5 năm, 6 năm gì vậy. Trời ơi, múc cho em một đòn, thêm một đống mọc ra. Quá xuất sắc. Thôi giờ thôi được rồi. Có tiêu cho em cũng không? Em sẽ thử thách ăn một tô bánh canh công trong vòng bao nhiêu giây. Đừng bỏ gì hết nha, đừng bỏ hành, bỏ gì hết. Một chai nước dùng thôi. Mình thử một tô bánh canh công nha. Mình ăn cái này gọi là cái gì à? Bánh canh không người lái. À, bánh canh không người lái. Để anh đến thử xem. Nóng quá. Được chưa? Bốc khói luôn. Được chưa? Ok chưa? 1, 2, 3. Mời cả nhà. Ai biết? Tôi không biết được. Đoán. Đoán. Chắc là khoảng 15, 16 giây. 14 giây. Wow. Nghe là xong rồi chị ơi. Em về em tính là cá khô mô ăn trứng vịt lộn. Nga cũng xin phép là cảm ơn đại gia đình đã theo dõi video ngày hôm nay. Một video rất là vui thôi nha cả nhà. Cũng như câu Nga nói, không phải là thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích, đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.